Xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang xem kênh của mình. Thì trước mắt quý cô chú anh chị, đây là khu dân cư Cô Nít thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những khu dân cư được hình thành khá là lâu đời rồi. Thì những quý cô chú anh chị nào đã và đang định cư ở đây từ thời điểm ban đầu á, thì không biết cái giá thành từ thời điểm đó cho đến hiện tại đã lên không biết bao nhiêu lần rồi. Qua khảo sát thì Quỳnh nắm được cái mức giá trung bình ở đây sẽ rơi vào khoảng từ 60 đến 70 triệu trên 1 mét vuông tùy theo vị trí. Thì với cái mức giá như thế này thì những lô ở đây sẽ rơi vào khoảng trung bình từ 7 đến 10 tỷ. Đây là một con số vượt qua khả năng của những ai đang nắm tài chính chỉ từ 3 đến 4 tỷ nhưng mà vẫn muốn an cư và đầu tư ở khu vực Bình Chánh. Vậy liệu ở Bình Chánh còn có khu vực nào có giá rẻ hơn so với khu vực này nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn về mặt pháp lý, hạ tầng hoàn thiện và đáp ứng mọi nhu cầu về an cư và đầu tư của quý cô chú anh chị không? Thì rất may Quỳnh vừa nhận được một thông tin về một sản phẩm mà vẫn ở cũng ở khu vực Bình Chánh, có giá rẻ hơn ở đây và hạ tầng hoàn thiện và đã có sổ riêng cho từng nền rồi. Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án này thì xin mời quý cô chú anh chị theo chân Quỳnh. Hiện tại thì Quỳnh đang có mặt ở địa phận của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến cho mọi người là khu dân cư Neo City nằm ngay trên đường Hoàng Phan Thái của huyện Bình Chánh. Thì từ đây là chỉ còn có 5 phút là mọi người có thể di chuyển ra chợ Bình Chánh rồi. Ngoài ra còn có những tiện ích xung quanh như là ngân hàng, siêu thị Bách Hóa nè, trung tâm thể dục thể thao nè và cả trường học các cấp nữa. Về mặt hạ tầng thì mọi người cũng có thể thấy là cũng đã hoàn thiện rồi. Đường xá nội khu được trải nhựa nè và khá là rộng rãi cho mọi người. Thì ở đây Quỳnh ước tính đó là có thể chạy vừa đến 3 chiếc xe ô tô lận. Điện thì là điện âm, nước máy là sẽ đi đến từng đất của mình luôn. Ngoài ra còn có hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời. Khi mà trời vừa tối á, là đèn sẽ tự động sáng lên. Thì quý cô chú anh chị có thể hoạt động về đêm nè. Hoặc là khi mình đi làm về trễ á, cũng rất là an toàn và an tâm nha mọi người. Đặc biệt đây là cơ hội hiếm hoi để mọi người có thể sở hữu ngay một lô đất ở khu vực Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nhưng giá chỉ bằng với một số khu vực ở Long An thôi. Quý cô chú anh chị không nghe nhầm đâu, đất ở đây là Quỳnh bán là chỉ từ 32 đến 35 triệu trên 1 mét vuông thôi. Với 3 tỷ 2 là mình có thể sở hữu ngay đất thuộc thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà hạ tầng hoàn thiện nè, đã có sổ hồng riêng nữa nè. Đúng vậy, đất ở đây Quỳnh bán là đã có sổ hồng riêng hoàn toàn nha quý cô chú anh chị, với cùng mức giá nè, hạ tầng hoàn thiện và thậm chí là pháp lý an toàn hơn. Hơn nữa là giữa đất Bình Chánh và đất Long An á, thì tại sao chúng ta phải lựa chọn đúng không quý cô chú anh chị? Còn chần chờ gì nữa mà không alo ngay cho Quỳnh để chúng ta có thể hưởng được những chiết khấu ưu đãi tốt nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý cô chú anh chị có một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.